À, mình xin chào quý vị anh chị cô bác nha. Thì hôm nay giá số để em cũng không được nhiều, nhưng mà cũng bón cũng được khá rồi, cũng còn ít, không nhiều lắm. Đây đang lát nha anh chị đó, ngày 12 tháng 3 thứ ba 97 56 656 14 17 70 13 đó, 13 đây quán nôm này, quán nôm đó, còn mấy số này thôi. Đó, hồi bữa vợ mình nếu như mà lấy 5 tờ luôn là trúng được 12 triệu đó nha anh chị. Đó, hồi bữa có con đại số đại quân ải mà số đặc biệt là nó sổ rồi 25 đó. Nên nhiều khi chúng ta nhiều người có điều kiện ta mua giấy số ta mua hết 5 tờ luôn anh chị. Vậy nhất phải lấy 3 tờ số này số kia là nó vô, nhiều bữa nó vô khiên khích đó, mình lấy nó trúng số. Nếu mà lấy nhiều là trúng số này nó cũng đỡ lắm nha anh chị, trúng số đào này cũng được 6 triệu cũng đỡ lắm nha anh chị, nếu mà lỡ mình đặt ở đây nha anh chị. Rồi thì do vậy giấy số ít quá nên em quay cho anh chị mình xem thôi, mình quay luôn cái ngày mai luôn nha anh chị, ngày 13 tháng 3 năm 2024 luôn nha anh chị, Khánh Hòa luôn nha. Là số 48 nè, 17 nè, 35 nè, 67 nè, 90 nè, 72 nè, 59 nè, 02 nè, 39 nè, 85 nè, 91 ở đây Đà Nẵng nha anh chị, 91 nè, 18 nha. Rồi cái đây là ngày 13 thứ tư nha anh chị đó, Khánh Hòa Đà Nẵng. Còn chiều nay là ngày 12 nha anh chị, chiều nay là ngày 12 đó, thứ ba đó, con nôm nên quê Đắk Lắk đó. Còn ngày 13 là thứ tư, Khánh Hòa Đà Nẵng nha anh chị. Rồi để do ý số của em quay qua luôn cho anh chị mình xem luôn. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Đó, anh chị thích số nào thì hãy đến khu vực em bán đây, vô Hoàng. Đó, hôm nay dừa đang chờ lên anh chị, mấy bữa nay nó bị hai ngày bị dừa hết dừa luôn nha anh chị, do lỗi kỹ thuật, dừa xe hư cho nên là không đem được. Xíu nữa mới đem lên nha anh chị, bán dừa chân gà giấy số vô Hoàng em ngay đây. Đó, không quy mô nhưng mà công ty nha anh chị, công ty nhỏ nhỏ nha anh chị đó, công ty đại lý đó. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc anh chị cô bác chiều nay may mắn, phát lộc phát tài.